mời mọi người chúng ta bắt đầu thiền trước giờ tập một lát. Ngồi thẳng lưng, tay kết ấn đặt trên gối, khép mắt lại. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hãy tập trung tâm trí vào hơi thở. Cảm nhận nguồn năng lượng đi theo hơi thở đi vào. Rồi từ từ thở ra, đẩy hết khí thải, khí độc trong cơ thể ra ngoài. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Tập trung tâm trí vào hơi thở. Hãy hít thở thật sâu, thật đều. Đến khi cơ thể và hơi thở hòa vào lần đầu, hãy duy trì hơi thở này suốt buổi tập. Kết hợp hơi thở cùng với động tác đem lại hiệu quả cao nhất cho cơ thể của mình. Giữ nguyên đôi mắt nhắm, đưa hai tay lên chắp trước ngực, áp sát hai tay vào nhau, xoa sát thật nhanh thật mạnh. Miết thật chặt hai lòng bàn tay vào nhau, làm ấm nóng hai lòng bàn tay. Sau đó ấp hai tay lên mắt, giữ một lát để truyền hơi ấm từ lòng bàn tay đưa lên mắt của mình. Chớp nhẹ mắt trong lòng bàn tay, từ từ đưa tay ra xa, mở mắt, mắt nhìn theo tay. Hít vào thật sâu, vươn cao cằm, kéo căng cơ cổ, vươn hai tay, mắt nhìn giữa hai lòng bàn tay. Thở ra thật chậm, cúi xuống, kéo căng gáy, cằm tiếu cổ, hai tay trên gối, mắt nhìn xuống gót chân. Hít vào thật sâu, vươn lên. Thở ra thật chậm, cúi xuống. Hít vào thật sâu, vươn lên lần cuối. Giữ ở đây, hít thở thật đều. 6 5 4 3 2 và 1. Thở ra cúi xuống, thẳng lưng, kéo căng gáy, cằm tiếu ống cổ. Giữ ở đây, hít thở thật đều. 6 5 4 3 2 1. Hít vào, thẳng đầu dậy. Thở ra nghiêng đầu sang trái, kéo căng má phải, cổ phải. Hít vào thật sâu, thẳng đầu dậy. Thở ra nghiêng đầu sang phải, kéo căng má trái, cổ trái. Hít vào, thẳng đầu dậy. Thở ra nghiêng đầu sang trái, cố gắng hướng tay trái đến gần vai trái. Hít vào, thẳng đầu dậy. Thở ra sang phải. Hít vào thật sâu, thẳng đầu dậy. Thở ra sang trái, giữ ở đây, hít thở thật sâu. 6 5 4 3 2 1. Hít vào, thẳng đầu dậy, thở ra đổi bên lần cuối, giữ ở đây, hít thở sâu. 6 5 4
Và một, hít vào thẳng đầu dậy. Thở ra đưa cằm sang vai trái, quay đầu sang trái, mắt nhìn qua vai trái ra phía sau. Hít vào thật sâu, trở về giữa, mắt nhìn thẳng. Thở ra quay đầu sang phải, mắt nhìn qua vai phải, nhìn ra phía sau. Hít vào thật sâu, trở về giữa. Thở ra sang trái. Hít vào, trở về giữa. Thở ra sang phải. Hít vào, trở về giữa. Thở ra sang trái lần cuối. Giữ ở đây, hít thở thật sâu. 6 5 4 3 2 và 1. Hít vào, về giữa, mắt nhìn thẳng. Thở ra đổi bên lần cuối. Giữ ở đây, hít thở thật sâu. 6 5 4 3 2 1. Hít vào, trở về giữa, mắt nhìn thẳng, vươn hai tay lên cao. Thở ra nghiêng lườn sang trái, kéo căng lườn phải. Hít vào thật sâu, vươn hai tay lên. Thở ra nghiêng lườn sang phải, kéo căng lườn trái. Hít vào, vươn hai tay lên cao, tay áp sát mang tai. Thở ra sang trái. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra sang phải. Hít vào thật sâu, vươn hai tay lên, thẳng lưng, siết cơ bụng, giữ ở đây. 6 Hít thở thật đều. 5 4 3 2 1 Thở ra nghiêng lườn sang trái. Thả lỏng vai trái, tay trái, tay phải kéo căng, giữ ở đây. Hít thở thật đều. 6 5 Dướn thẳng cánh tay phải sang bên trái. 4 3 2 1 Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra sang phải lần cuối. Giữ ở đây. 6 Hít thở thật đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra hai tay chống sau lưng. Xoay vai đẩy ngược ra phía trước. Hít vào, siết cơ bụng, nâng hông lên cao. Thở ra hạ hông xuống. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra gập người về phía trước. Kéo giãn thắt lưng, trượt dài hai tay ra phía trước. Hít vào, hai tay lên, vươn thẳng tay. Đặt hai chân vuông góc song song trước mặt, hai bàn chân cách nhau một khoảng bằng hông. Thở ra hai tay ra sau lưng, chống tay đẩy ngược ra phía trước. Hít vào, siết cơ bụng, nâng cao hông lên. Thở ra hạ hông xuống. Hít vào, hai tay vươn lên mở nhẹ gối. Thở ra gập người về phía trước. Hít vào, vươn hai tay lên, duỗi thẳng hai chân song song trước mặt. Thở ra hai tay ra sau, chống tay xoay vai đẩy ngược ra phía trước. Hít vào, siết cơ bụng, nâng hông lên, dướn hai bàn chân, úp hai bàn chân xuống. Thở ra hạ hông xuống. Hít vào, vươn hai tay lên, vén nhẹ hông ra sau, úp người xuống. Thở ra gập người về phía trước. Hít vào, vươn hai tay lên, gập bàn chân, kéo căng gân kheo chân lên. Thở ra hai tay xuôi xuống, duỗi căng mũi bàn chân. Hít vào, hai tay lên. Thở ra xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra xuống. Hít vào, vươn hai tay lên, thu hai chân lại, khép hai bàn chân vào nhau, mở hai gối sang ngang. Hai tay nắm lấy hai bàn chân, mở hai chân tư thế cánh bướm. Hít vào, hai chân nâng lên cao. Thở ra, hai chân mở ra.
khẩu, dướn lưng lên một chút, gập người về phía trước một chút, cố gắng mở rộng biên độ. 5 4 3 2 1 Thở ra, thu hai chân lại, chống tay chống chân, ngồi lên phía đầu thẳng. Hôm nay chúng ta tập bài cánh hồng phai. Tạm thời bây giờ chúng ta tập động tác trước, sau một lượt rồi chúng ta khớp nhạc. Trước tiên ngồi xổm, vòng tay hai tay chắp. Hít vào, vươn người đứng lên, nhón gót chân lên. Thở ra, gập người xuống. Chống hai tay, hít vào, chân phải ra sau. Mời mọi người trở về vị trí ban đầu ạ. Trước tiên chúng ta ngồi xổm, vòng hai tay chắp trước ngực. Hít vào, dướn người đứng thẳng lên, nhón gót chân vươn lên. Thở ra, gập người xuống. Lùi hông về chiếc ghế, hai tay vung ra sau, hít vào, vươn lên. Thở ra, gập sâu người xuống. Bước chân phải ra sau. Hít vào, chân trái vươn lên cao. Thở ra, cuộn người lại, hướng chân trái về tay phải. Hít vào, đưa chân trái sang ngang, chân trái lên cao. Thở ra, gập chân trái ra sau. Xoay người, hạ chân trái xuống, thu tay lại. Đưa tay trái ra phía sau. Hít vào, vung từ dưới lên trên. Xoay một vòng tay, xoay chân. Thở ra, bước chân trái trở về đầu thẳng. Xoay chân phải. Hít vào, vung tay phải lên. Thở ra, vòng hai tay, tư thế chiến binh đảo. Tiếp tục, hít thật sâu, sau đó thở ra, hạ chân phải xuống. Hạ hông xuống, chống tay trái ra sau. Vòng tay phải ra sau hông, hít vào lên. Thở ra, vòng hạ hông xuống, vòng hai tay ra phía sau. Chống tay phải, vung tay trái lên, nâng hông lên, hít vào, xoay người trở về đầu thảm. Thở ra, bước chân trở về. Từ từ vòng tay, ngồi xuống, hai tay ôm gối. Tiếp tục, chắp hai tay trước ngực. Hít vào, vươn lên. Thở ra, gập người xuống. Lùi hông ra sau, hít vào, chiếc ghế vươn lên. Thở ra, gập hông xuống. Chống tay, bước chân trái ra sau. Hít vào, chân phải đá lên cao. Thở ra, cuộn chân phải ra phía trước, hướng về tay trái. Hít vào, chân phải sang ngang, vươn chân lên cao. Thở ra, gập chân phải ra sau. Xoay người, ngồi xuống, thu tay trong lòng. Vung tay phải ra phía sau, tay trái chống. Hít vào, lên vũ điệu hoang dã. Vòng tay một vòng xuôi theo thân. Bước chân phải về đầu thẳng. Xoay chân trái, vung tay trái lên. Hít vào, vươn người lên. Vòng tay chiến binh đảo. Thở ra, hạ chân trái xuống. Về cầu vòng. Hạ hông xuống, chống tay phải ra sau. Tay trái vung lên, hít vào, vũ điệu hoang dã. Thở ra, ngồi xuống, đưa hai tay ra sau. Chống tay trái, đẩy hông ra phía trước. Hít vào, tay phải vươn lên, trở về trước. Thở ra, bước chân trái về. Lùi về chiếc ghế. Hít vào, đẩy hông ra phía trước, vươn người lên. Thở ra, cuộn người lại.
Hít vào, dang hai tay, chắp tay sau lưng, đẩy hông, đẩy ngực ra phía trước. Thở ra, gập sâu người xuống. Tiếp tục đẩy gối, đẩy hông, cuộn người ra sau, nâng người lên. Thở ra, gập sâu người xuống lần nữa. Lùi về chiếc ghế, hít vào, từ từ vung hai tay lên qua đầu, vươn lên. Thở ra, chắp hai tay trước ngực, vặn mình sang bên phải, chống tay trái lên đầu gối phải. Vung tay phải ra sau, từ từ đứng lên, hít vào. Vòng tay phải ra phía trước, tay trái ra sau, đồng thời nhấc chân phải lên. Vòng hai tay cánh quạt trở về, lùi hông về chiếc ghế. Hít vào, vung tay lên. Thở ra, chắp tay vặn mình sang bên trái. Vung tay trái, đồng thời dần dần đứng lên, hít vào nào. Tay phải ra sau, tay trái ra phía trước, chân trái lên. Hai tay vung cánh quạt, bước chân trái trở về, lùi hông ra sau, về ngồi xổm. Vòng tay ôm gối, cầm tiểu ấm cổ, giữ ở đây. Kết thúc bài, chắp tay trước ngực. Bây giờ chúng ta khớp vào nhạc ạ. Mời mọi người ngồi xuống, duỗi hai chân, hít thở thật sâu, 5 hơi thở. Hít vào thật sâu, thẳng lưng. Thở ra thật chậm. 4, hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm, thả lỏng hai chân. 3, hít vào thật sâu. Thở ra. 2, hít vào. Thở ra. 1, hít vào. Thở ra, chống tay chống chân, ngồi lên phía đầu thảm. Bây giờ chúng ta khớp vào nhạc. Tư thế chuẩn bị, ngồi xổm, hai tay chắp trước ngực. Bắt đầu, lên. Hạ gót, gập người, thở ra. Lùi hông về chiếc ghế, hít vào lên. Gập xuống, chống tay, bước chân phải ra sau. Hít vào, chân trái đá lên. Thở ra, cuộn lại. Hít vào, chân trái sang ngang, lên cao. Thở ra, gập ra sau, xoay người, ngồi ra sau, cuộn tay. Vung tay trái ra sau, hít vào lên. Vòng một vòng tay. Bước chân về phía trước, trở về. Hít vào, tay trái lại, tay phải lên. Vòng về chiến binh đảo. Thở ra, lùi hông xuống cầu vồng. Hạ mông ngồi xuống. Tay lên, hít vào lên. Thở ra xuống, vung tay ra sau. Vâng, vung tay trái lên. Thở ra, bước chân trở về. Ngồi xuống. Vòng tay ôm gối, cầm tỉa ấm cổ. Chắp hai tay trước ngực. Hít vào lên. Thở ra gập. Lùi hông ghế. Thở ra gập. Chân trái ra sau. Hít vào, chân phải lên. Cuộn lại. Chân phải sang ngang. Lên cao, hít vào. Thở ra, gập ra sau. Cuộn ra sau, ngồi xuống. Chống tay trái, vung tay phải. Hít vào, lên, vũ điệu băng giá. Vòng một vòng tay. Thở ra, bước chân phải. Xoay về, tay trái lên. Chiến binh đảo. Lùi về cầu vồng, ngồi xuống, tay phải chống sau, tay trái lên. Thở ra ngồi xuống, vung tay ra sau. Tay phải lên, xoay trở về. Bước chân về, lùi về chiếc ghế.
Vung tay nào. Hít vào lên. Cuộn. Hít vào, giang tay lên đắp, chắp tay sau lưng. Thở ra gập người xuống. Đẩy gối, đẩy hông, cuộn người trở lên. Thở ra xuống lần nữa nào. Lùi hông về chiếc ghế, lên tay ghế nào. Chắp tay lại, vặn mình sang bên phải. Tay phải vung ra sau, hít vào lên, vòng hai tay cánh quạt, chân phải bước ra sau. Bước trở về, lùi về chiếc ghế. Tay lên. Chắp lại. Vặn mình sang bên phải trái. Tay trái lên ra sau. Chân trái nào. Bước về. Lùi hông xuống, vòng tay ôm gối. Tâm tiểu cổ. Chắp hai tay trước mặt, hít vào, thẳng người dậy, kết bài. Bây giờ chúng ta tập tiếp bài này nhé. Tập tiếp bài này, sau đó là chúng ta học tiếp động tác của bài tình anh. Tập lại một lượt bài này. Không, nhạc bài này mình tập theo nhạc mà. Không, mời mọi người ngồi duỗi chân thẳng lưng. Hít thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu. Ngưng lại một giây để ổn định hơi thở. Rồi từ từ thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Ba, hít sâu. Thở ra. Hai, hít sâu. Thở ra. Một, hít sâu. Thở ra. Bây giờ chúng ta chống tay, chống chân, ngồi lên. Làm lại một lượt nữa bài cánh hồng phai. Mời mọi người hai tay chắp trước ngực. Bắt đầu, lên. Thở ra xuống. Lùi hông ra sau, tay lên, hít vào. Thở ra gập. Chân phải ra sau. Chân trái lên, hít vào. Thở ra cuộn người lại. Chân trái sang ngang, hít vào. Lên cao. Thở ra gập ra sau, xoay người ngồi xuống. Vung tay, hít vào, vũ điệu hăng dã lên. Vòng tay. Bước chân về vị trí ban đầu. Xoay tay lên, hít vào, lên. Thở ra chiến binh đảo. Lùi hông ra sau. Ngồi xuống. Vung tay phải, hít vào lên, vũ điệu hăng dã. Thở ra ngồi xuống, đưa hai tay ra sau. Tay trái lên. Trở về trước. Bước chân phải trở về. Thu về. Hai tay chắp trước ngực. Hít vào lên. Thở ra xuống. Lùi ra sau, hít vào, tay lên. Thở ra gập xuống. Chân trái ra sau. Hít vào, chân phải lên. Thở ra cuộn lại, chân phải hướng về phía trước. Hít vào, chân phải sang ngang lên cao. Thở ra gập ra sau, xoay người ngồi xuống. Chống tay trái, vung tay phải, hít vào lên. Vòng tay. Bước chân trở về. Hít vào, tay trái lên.
Thở ra Vũ Điệu Hoang Dã. Hít vào, xoay hai tay, thở ra ngồi xuống. Lên. Vòng tay về nào. Tay ra sau. Tay trái phải lên, về phía trước. Hít sâu. Bước chân trở về. Lùi về chiếc ghế. Hít vào lên. Thở ra cuộn lại. Hít vào, tay ra sau, đẩy ngực vào vai. Thở ra gập sâu xuống. Đẩy hông, cuộn người ra phía trước. Hít vào lên. Thở ra gập xuống. Vung hai tay lên, hít vào chiếc ghế. Thở ra chắp hai tay, vặn mình sang bên phải. Tay phải ra sau, hít vào, đứng lên, vung hai tay thành một vòng tròn. Chân phải ra sau. Bước về phía trước. Lùi về chiếc ghế. Lên. Thở ra chắp tay, vặn mình sang bên trái. Tay trái ra sau, hít vào, đứng lên. Chân trái ra sau. Bước về. Lùi hông về. Vòng tay ôm gối, cuộn người lại. Chắp tay trước ngực. Kết bài ạ. Bây giờ mời mọi người ngồi, duỗi hai chân, hít thở. Sau đó chúng ta tập bài tiếp theo là bài tình anh. Hít thật sâu ạ. Thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Bây giờ tiếp tục mời mọi người chống chân lại, ngồi về đầu thảm. Về tư thế kim cương, dựng gót chân lên. Ngồi trên hai gót chân, dựng bàn chân lên. Vòng hai tay ôm trước ngực. Hít vào, dang hai tay sang ngang, mở rộng lồng ngực. Thở ra cuộn người lại. Hít vào, dang hai tay nhổm hông vươn lên. Lạc đà. Vươn hai tay lên cao. Thở ra cuộn người lại, đồng thời nhấc gối lên. Gập về con cỏ, gập người xuống. Lùi tay ra sau, đẩy hông ra phía trước, hít vào cuộn người đứng lên. Tay trái vung lên. Thở ra tay trái đặt trước ngực. Hít vào, từ từ đưa tay phải ra phía trước lên cao, nhón gót chân lên. Thở ra, hạ gót chân, gập người xuống. Tiếp tục hít vào, vung tay lên cao. Đưa tay ra sau, vòng tay trái lên, tay phải xuống, mắt nhìn theo tay phải. Thở ra, nhấc chân phải, hạ gối phải xuống cạnh chân trái. Vòng tay phải ôm gối trái, tay trái ra sau, mắt nhìn theo tay trái. Chống tay phải sang bên cạnh chân phải. Hít vào, vươn chân phải và tay trái lên. Thở ra, hạ chân phải xuống, vòng tay trái ôm ngực. Hít vào, vung tay trái vươn lên trần, mắt nhìn theo tay trái. Thở ra, xoay người về phía sau, bước chân phải, chân trái ra sau. Hạ người ngồi xuống. Thu tay lại. Chống tay phải, tay trái vung lên, hít vào Vũ Điệu Hoang Dã vươn lên. Vòng tay trái xuôi theo thân. Rồi từ từ bước chân trái trở về đầu thảm. Xoay chân phải, hít vào tay phải lên. Thở ra vụn chiến binh đảo. Vòng tay ôm hông nào. Vòng hai tay qua nhau, thở ra xuống cầu vồng. Ngồi xuống, chống tay trái ra sau.
Hít vào, tay phải vung lên, vươn lên vũ điệu hoàng dã. Thở ra, không ngồi xuống, đổ người về phía trước. Vươn hai tay ra. Tay trái lên, đưa người về phía trước luôn. Thở ra, chống hai tay xuống, rút chân ra sau. Hạ gối, hạ mông xuống hai gót chân. Hít vào, nâng lên cái bàn. Thở ra xuống 8 điểm chạm thảm. Lùi hông ra sau. Hít vào, nâng lên cái bàn tiếp. Rồi thở ra nhổm hông lên, về ngược. Trườn người về tấm ván, hít vào. Thở ra, lùi ra, về ngược. Trùng gót chân, bật nhảy hai chân về giữa hai tay. Thở ra, hạ gối xuống. Trở về vị trí ban đầu. Tiếp tục đẩy gối lên. Hít vào, dướn lên, đứng lên. Vươn tay phải lên, vòng một vòng, tay phải đặt trước ngực, thở ra. Tay trái đưa ra phía trước, vươn lên cao. Hít vào, nhón gót chân lên. Thở ra, gập người xuống. Tiếp tục hít vào, vươn tay trái lên. Tay trái ra sau, vung tay phải lên, mắt nhìn theo tay trái. Thở ra. Vòng về phía trước, tay phải ra sau. Hạ gối trái cạnh chân phải, tay trái ôm đầu gối phải. Hạ tay trái xuống cạnh chân phải. Hít vào, vươn tay trái phải chân trái lên. Thở ra, bước chân phải trái ra sau. Cuộn tay phải vòng ôm ngực. Hít vào, vươn tay phải lên. Thở ra, hạ gối trái. Vòng chân trái ra sau, thu chân phải về ngồi xuống. Chống tay trái. Hít vào, vung tay phải lên, vũ điệu hoang dã. Vòng một vòng tay phải. Xoay chân, bước chân về phía đầu thả. Hít vào, tay trái lên. Thở ra, chiến binh đạo. Vòng hai tay, hít sâu. Thở ra, hạ hông xuống. Chống tay phải, hít vào, vung tay trái lên, vươn lên. Thở ra, không ngồi xuống, đổ người về phía trước, vung hai tay nào. Vung hai tay ra sau. Sau đó xoay người, tay phải vung về phía trước, hạ xuống. Tay trái xuống, rút chân phải ra sau, hạ gối, hạ mông xuống hai gót chân. Hít vào, vung tay phải lên, lạc đà. Tay phải ra sau, tay trái lên, thở ra. Xoay người, nhấc gối phải lên, vòng tay trái ôm gối phải, tay phải ra sau, mắt nhìn theo tay phải. Xoay người trở về, đặt tay trái ngang với gối trái, duỗi chân phải ra, hít vào, vươn tay phải qua đầu. Thở ra, thu gối trở về, về tư thế ban đầu, nằm xuống. Hít vào, vươn tay trái lên, lạc đà. Thở ra, tay phải lên. Hít vào, nào, chân trái lên, vòng tay phải, ôm gối trái, mắt nhìn ra sau, theo tay trái. Thở ra, vòng tay phải về cạnh chân gối phải. Duỗi chân trái, vung tay trái lên qua đầu, hít vào. Thở ra, thu người trở về vị trí ban đầu, vươn hai tay ngồi xuống hai gót chân. Nhổm hông lên, về ngược. Hít vào, bước chân phải về cạnh tay phải. Thở ra, bước chân trái trở về cạnh chân phải. Từ từ hạ gối xuống. Gối song song với mặt thảm, nhón hai chân lên. Hai tay đưa phía trước. Giữ ở đây. Hít thở thật sâu. 2 1. Thở ra, hạ gối xuống, đưa hai tay ra sau, hít vào, vươn lên. Thở ra, vòng hai tay ôm ngực, cuộn người lại. Kết bài ở đây. Duỗi hai chân ngồi ở tư thế kim cương, hít thở thật sâu. Bây giờ đã muốn khớp nhạc chưa ạ? Hay là tập thêm một lượt nữa rồi mới khớp nhạc?
Sẽ vừa khớp nhạc vừa hô động tác. Hít thở thật sâu, thả lỏng cơ thể để nghỉ ngơi đã. Hít thật sâu. Ngưng lại một giây để ổn định hơi thở. Sau đó thở ra thật chậm. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít thật sâu. Thở ra thật chậm. Một nhịp cuối, hít vào thật sâu. Rồi thở ra thật chậm. Bây giờ mời mọi người ngồi về tư thế chuẩn bị. Ngồi ở tư thế kim cương, dựng gót chân lên. Hạ hai gối xuống thảm. Vòng hai tay ôm ngực. Cuộn người lại. Hít vào, vươn hai tay, mở ngực, mở vai, vươn tay ra sau. Thở ra cuộn người lại. Hít vào, vươn người lên lạc đà. Thở ra chống tay nâng gối, gập người xuống con cò. Đẩy hông ra phía trước, hít vào, đứng lên. Vòng tay trái ra, đặt lên ngực, thở ra. Tay phải lên. Thở ra gập xuống. Hít vào, tay phải lên, ra sau, tay trái lên, mắt nhìn theo tay phải. Thở ra vòng hạ gối phải, vòng tay phải ôm gối trái. Chống tay, hít vào, vươn chân phải, tay trái lên. Bước chân phải ra sau, vòng tay trái ôm ngực. Hít vào, vươn tay lên. Thở ra xoay người ngồi ra sau. Lên vũ điệu hoang dã. Thở ra xoay tay. Bước chân trở về. Hít vào lên. Thở ra lùi về cầu vồng. Tay trái lên. Thở ra đổ người về phía trước. Vòng tay trở về, gập người xuống, chống tay, bước chân ra sau, hạ gối, ngồi xuống hai chân. Lên cái bàn, hít vào, thở ra tán điểm. Lùi ra sau, hít vào. Thở ra hạ hông, vươn về chó ngửa mặt. Lùi hông ra sau, về ngược. Hít vào tấm ván. Lùi hông ra sau. Bật nhảy về phía trước. Hít vào dướn lên. Tay phải đặt trên ngực. Tay trái lên. Gặp người xuống. Hít vào lên. Phòng tay ra sau. Gối xuống. Tay trái chống lên, hít vào, vươn chân trái, tay phải lên. Thở ra chống chân, vòng tay ôm ngực. Hít vào, xoay người, vươn tay phải lên. Thở ra cuộn người ra sau, ngồi xuống. Hít vào, lên vũ điệu hoang dã. Vòng tay. Bước chân trở về. Tay trái lên. Vòng tay ôm. Thở ra xuống cầu vồng. Tay phải lên. Đổ người về phía trước. Vung tay lên trở về. Gập người xuống. Rút chân ra sau, hạ gối ngồi xuống.
Tay phải lên. Chống chân gối trái lên, chống gối phải lên. Tay trái sang ngang, hít vào tay phải qua đầu. Rồi trở về. Tay trái lên. Chống gối trái, xoay ra sau. Xoay trở về, duỗi chân trái. Trở về, gập người xuống. Hông lên, bê ngược. Bước chân phải lên. Chân trái lên. Ngồi xuống gót chân, hạ gối xuống. Hít vào, dướn người lên, vươn hai tay lên. Thở ra vòng tay ôm ngực. Ngồi xuống, hít thở thả lỏng. Rồi chúng ta sẽ tập lại một lần nữa. Duỗi chân thả lỏng, lắc cổ chân. Hít thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Thẳng lưng lên. Hít sâu. Thở ra. Hít vào thật sâu. Thở ra. Lần cuối hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Mời mọi người trở về vị trí chuẩn bị. Chúng ta tập một lượt nữa, sau đó nghỉ. Em sang hẳn thảm bên kia. Bạn ấy bị huyết áp cao. Chuẩn bị hai tay vòng ôm ngực. Cầm tì ấm cổ. Cuộn người thật, thu thật nhỏ lại. Hít vào, vươn hai tay lên, đẩy ngực mở vai. Thở ra cuộn người lại. Hít vào, nâng hông lên. Thở ra chống tay xuống, nâng gối, gập người xuống con cỏ. Đẩy hông, hít vào, từ từ đứng lên. Vươn tay trái lên. Thở ra tay trái ôm ngực. Hít vào tay phải lên. Thở ra gập xuống. Hít vào tiếp tục vung lên, vươn tay lên. Mắt nhìn theo tay. Hạ gối trái phải. Vòng tay phải ôm gối trái. Chống tay phải. Hít vào chân trái tay phải lên. Thở ra bước chân phải xuống, vòng tay ôm ngực. Hít vào vươn tay trái lên. Thở ra xoay người ngồi xuống. Vung tay lên, hít vào tay trái lên. Vòng tay xuôi thân. Bước chân trở về. Hít vào tay phải lên. Vòng tay ôm eo. Thở ra xuống cầu vồng. Ngồi xuống. Hít vào chống tay phải trái, vươn bên phải lên. Thở ra đổ người về phía trước, vươn hai tay ra. Hít vào lên, xoay người trở về. Thở ra chống hai tay, bước chân ra sau, hạ gối, lùi hông ra sau. Hít vào, vươn lên cái bàn. Thở ra tám điểm. Lùi hông ra sau. Hít vào tiếp tục cái bàn. Thở ra hạ hông. Vươn người lên. Đẩy hông lên về ngược. Hít vào tấm ván. Thở ra đẩy hông ra, nhảy về phía trước. Dướn người hít vào lên.
Vòng tay phải đặt lên ngực. Hít vào tay trái lên. Thở ra xuống. Hít vào lên. Xoay tay. Chống chân trái phải. Tay phải trái ra sau, hít vào, chân lên. Bước chân ra sau, vòng tay ôm ngực. Xoay người, hít vào, tay lên trần. Thở ra, xoay người ra sau, ngồi xuống. Tay phải vung lên, hít vào lên. Thở ra, xoay chân về phía trước. Hít vào, tay trái lên. Vòng tay ôm eo. Lùi hông về cầu vòng. Chống tay phải xuống. Hít vào, tay trái lên. Thở ra, ngồi xuống, đổ người về phía trước. Hít vào, tay phải lên, xoay về. Thở ra, chống tay xuống, rút chân ra sau. Lùi hông ra, ngồi xuống. Hít vào, tay phải lên. Tay trái lên. Thở ra nào. Dựng gối trái phải lên. Tay trái ra sau, hít vào lên, vươn tay phải. Thở ra, trở về, vươn hai tay phía trước. Tay trái lên. Dựng gối trái, vòng tay ôm gối. Tay trái về, hít vào lên. Thở ra. Chống tay đẩy lên về ngược. Bước chân phải về. Chân trái về cạnh chân phải. Hạ gối, nhón gót chân lên. Hạ gối xuống thảm. Hít vào, vung hai tay lên. Thở ra, cuộn tay, vòng tay ôm ngực, cuộn người lại. Kết thúc bài ở đây. Cảm ơn cả lớp.